Thưa quý vị, quy mô giao dịch ngành thương mại điện tử chiếm khoảng 8,5% tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng trong năm 2022. Với tỷ lệ đó, ngành thương mại điện tử tại Việt Nam rõ ràng còn nhiều dư địa để phát triển, đặc biệt trong bối cảnh các doanh nghiệp đã và đang đẩy mạnh kinh doanh online. Nhận định được đưa ra tại diễn đàn toàn cảnh thương mại điện tử Việt Nam 2023 với chủ đề Smart E-commerce diễn ra vào hôm nay tại Hà Nội. Báo cáo chỉ số thương mại điện tử Việt Nam của Hiệp hội Thương mại điện tử Việt Nam Vietcom cho thấy có tới 65% doanh nghiệp đã triển khai hoạt động kinh doanh trên các mạng xã hội. Số lao động tại các doanh nghiệp thường xuyên sử dụng các công cụ như Zalo, WhatsApp, Viber, Facebook Messenger liên tục tăng qua các năm, song song với Shopee, Lazada, nền tảng bán hàng TikTok Shop đang vươn lên vị trí thứ 3 về doanh thu. Với cái TikTok Shop thì chúng tôi đưa được cái hàng hóa của người sản xuất trực tiếp đến với người tiêu dùng và cho phép những các bạn, những nhà sản xuất cùng với các cái bạn KOL bán hàng chia sẻ cái câu chuyện về sản phẩm đến trực tiếp với khách hàng cuối. Cho nên cái sự tăng trưởng và thành công của TikTok Shop thì chúng tôi cũng đang rất là tin tưởng. Các chuyên gia dự đoán năm 2023, xu hướng lớn nhất của các nhà bán lẻ là mở rộng kênh bán, đưa sản phẩm lên nhiều nền tảng kinh doanh khác nhau, tận dụng sức mạnh của các kênh bán hàng trực tuyến. Bán hàng đa kênh sẽ tiếp tục thể hiện ưu thế, vì người tiêu dùng đang cởi mở trong lựa chọn, sẵn sàng thay đổi thương hiệu, thay đổi địa điểm khi mua hàng. Hành vi người ta sẽ muốn là tiếp cận với cả sản phẩm này, với cả nhà bán hàng trên nhiều kênh, tham khảo giá bán trên các kênh đó. Chính vì từ hành vi người tiêu dùng nên là các nhà bán hàng cũng cần phải xuất hiện đa kênh để tạo thành các điểm chạm đối với người mua. Theo khảo sát của Nielsen về xu hướng người tiêu dùng năm 2023 cho thấy người dùng đang chuyển dịch mạnh mẽ lên online, nên các nhà bán lẻ và nhà sản xuất cần tiếp cận với phương thức cân bằng cộng sinh giữa kênh online và offline để tiếp cận khách hàng tốt hơn, nghĩa là kênh hiện đại và kênh truyền thống đều phải trang bị công nghệ trong bán lẻ để thúc đẩy chuyển đổi số toàn diện. Tất cả các nhà bán lẻ hiện nay đều đã chuyển mình và đều đã thức thời hơn trong việc cung cấp ra những cái phương thức giao hàng số hóa online trên website, trên mobile hay là giao hàng tại nhà. Đấy là những thức phổ biến mà chúng tôi nhìn thấy. Và đồng thời là tất cả những nhà bán hàng thuộc kênh truyền thống cũng không phải chỉ có mỗi là áp dụng theo cách truyền thống là phải có một đội ngũ sales đến tận nơi giao hàng nữa, mà đã thông qua những cái hệ thống, những cái đơn vị giao hàng độc lập để đẩy mạnh hơn nữa cái việc hàng hóa đến tay được cho các nhà bán lẻ của mình một cách hiệu quả nhất. Trong khuôn khổ sự kiện, nhiều chủ đề nóng được các diễn giả và chuyên gia trao đổi, phân tích tại diễn đàn như xu hướng thương mại điện tử và mô hình kinh doanh thương mại điện tử thông minh, mô hình phân phối mới và phương pháp sử dụng hiệu quả KOC, KOL, AI ứng dụng trong thương mại điện tử.